Ngày 19 tháng 4, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đã tổ chức cưỡng chế giải tỏa 12 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. 12 trường hợp vi phạm thuộc xứ Đồng, Khoa Học, thôn Lạc Cầu với tổng diện tích vi phạm trên 2.000 m2. Đây đều là những trường hợp vi phạm từ những năm 2013 khi tự ý xây nhà, làm hàng quán trên đất nông nghiệp. Điều đáng nói, mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Giai Phạm đã nhiều lần vận động tuyên truyền, cũng như lùi thời gian thực hiện quyết định cưỡng chế để tạo điều kiện cho các hộ vi phạm tự giác tháo gỡ công trình vi phạm, song các hộ đã không chấp hành. Với sự kiên quyết, trong ngày 19 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã đã cưỡng chế, giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm. Xã chúng tôi đã chỉ đạo cưỡng chế toàn bộ 12 hộ đã vi phạm trên cái khu vực cánh đồng khoa học. Rằng trong thời gian tới, Ủy ban xã quản lý chặt chẽ. Nếu như trường hợp nào mà vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý ngay.